Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng sản phẩm Herbalife Nutrition. Từ năm 1980, chất lượng luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Giá trị này khởi nguồn từ các nguyên liệu chất lượng được chăm sóc và thu hoạch bởi những người nông dân có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Sau đó, chúng tôi tiến hành thử nghiệm để xác minh chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu. Với cam kết luôn mang lại các sản phẩm có chất lượng cao nhất, đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi còn thực hiện các thử nghiệm bổ sung để đảm bảo nguyên liệu đầu vào, giá trị dinh dưỡng và hương vị. Cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm của chúng tôi đã đạt được những chứng nhận quốc tế uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu và thống nhất trên toàn cầu. Với cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, Herbalife Nutrition đã được vinh danh với vị thế là tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu. Hàng triệu người đã chọn chúng tôi để gửi gắm niềm tin về một lối sống lành mạnh hơn, tích cực hơn trong hôm nay, ngày mai và cả tương lai phía trước.